Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục em quay chi tiết cụ thể hình ảnh của con Amly 7L7LS tra để gửi cho bác khách ở đường Ngô Quyền ha, phường Ngô Quyền thành phố Hải Phòng nha. Đây là con khách của bác khách nha. Thì em bận việc sáng giờ mới về tới thôi, làm ngay cho bác nha. Đẹp keng. Đây là hồi gỗ này, ốc ác này, nắp lưng này. Em khui ra hết rồi. Đây là quay cụ thể chi tiết hình ảnh luôn nha. Đó, máy tuyệt đẹp. Đây là con dòng lễ tra là sử dụng sò lát anh em nha, nhớ sò mắc nhất của hiện đại của Sansui đang sử dụng nha. Đây cụ thể chi tiết hình ảnh nha, rất đẹp. Đấy, đây bên hông nha, ốc còn rất mới luôn. Đó, rất là quen thuộc anh em nha. Đây chân rắc cắm nè, cái nào vàng là vàng, còn cái nào trắng là trắng nha, không có bị hao mòn gì cả ha. Đây cũng là bà Lan 7L7 tra, và đây là số seri của bác khách nha, 0540 330W nha, 0540 nha, con máy của bác khách nha. Đánh hai cầu AB và A cộng B, 16 4 tới 16 ôm, rất là quen thuộc rồi. Đây là em quay cụ thể máy chi tiết cho bác nha, thì vệ sinh xong quay luôn rồi gửi cho bác nha, để bác yêu cầu. Đây là phần đó là phần bên ngoài, còn đây là phần nội thất bên trong đó. Máy rất đẹp đó. Mỗi một vế sẽ sử dụng là 4 xà lắp, hai tụ lọc nguồn khá là to, và đặc biệt Sansui này nó không có sử dụng giống tụ ha, khác nhau nha anh em, để ý nha. Tăng phun nguồn rất to. Rồi đây là cái cơ bản nhất của con Amly 7L7L tra tuyệt đẹp, và đây là hồi gỗ này, hồi gỗ xịn sò ha, rất đẹp, ốc ác là nguyên hiện hết. Nắp lưng đây không có mớp gì nha. Đó rồi, thì đây là con máy, thì máy đã test ok xong rồi mới cho vệ sinh ha. Đó giờ quay cụ thể cho bác thấy và số seri của máy của bác nha, rồi để bác nhận hàng cho đúng máy của mình nha. Máy rất đẹp. Rồi bây giờ em ráp lại thì em sẽ đóng gói cho lên đường cho bác luôn nha. Rất đẹp nha, rất là đẹp luôn. Rồi tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Ở đây thì shop em còn 707DR nha, 309DG này, rồi 707 extra này, 907i, 607 là extra, đều có đầy đủ hết. Các bác nào yêu thì hãy phone ngay cho em, giá thì cũng có vài trên clip trước rồi đó nha, rất nhiều. Rồi tới đây em xin kết thúc nha, xin cảm ơn rất nhiều.